Xin chào các bạn đang theo dõi video của xe điện motor điện. Video hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một cái cặp đôi phụ tùng làm cái xe điện, xe scooter bánh mập loại nhỏ. Trước đây thì mình có làm một loại video thì bánh lớn, đường kính là 40. Thì hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một cái dòng động cơ 48V 800W. Đây, 48V 800W, sử dụng động cơ 48V 800W, đường kính là 33 cm. Đấy, đường kính 33 cm, có bản rộng là 12 cm. Đây, đường kính là 33 đây, và bản rộng của động cơ là bản rộng là 15 cm các bạn nhé. Đấy, có bản rộng là 15 cm, sử dụng điện áp là 48V. Bánh trước thì có đường kính là 30, chiều dày là 10 cm, phanh đĩa đằng trước. Bộ này mình đăng lên để cho các bạn có nhu cầu làm những dòng xe nhỏ, giá thành thì nó rẻ hơn một chút so với bộ động cơ trước. Đây là đường kính của nó này, đây là một cái dạng bản nhỏ hơn. Mọi chi tiết về giá cả sản phẩm thì xin vui lòng xem ở phần dưới mô tả sản phẩm nhé. Đây là đường kính bánh trước là 30, đường kính bánh sau là 33 nhé. Đằng trước là chiều dày là 10, đằng sau chiều dày là 15. Các bạn cũng có thể kết hợp nhiều kiểu. Bánh trước có thể sử dụng đường kính của xe đạp điện bình thường, các bạn làm bánh trước của xe đạp điện bình thường, còn bánh sau các bạn làm bánh nhỏ cũng được. Đấy cũng là một ý tưởng hay. Đây là mình chỉ đưa ra một cặp mình lựa chọn cho phù hợp thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo ngay khi mới đăng video. Đấy. Đây, vành này là vành 6 nhé. Thông số của cái lốp này là 15 x 6.0-6. Đây là mặt bên dây động cơ này, còn đây là mặt bên bắt đĩa này. Mặt này là bắt 6 ốc bình thường nhé, các bạn có thể sử dụng phanh cơ hay phanh dầu thì tùy ý. Đấy, 15 x 6 này, trừ 6 này, hoặc là 1.50/70 trừ 6. Đấy, động cơ là vành 6, lốp 6, vành 6. Đây cũng vành 6 này. Đấy, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.